Xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái món bì cuốn. Thì cái món này đáng lẽ là hồi Tết thì mình phải ăn rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay mình mới ăn. Thì đây là mấy thịt nè, thử ký. Con biết nè. Miếng thịt để mình làm bì. Bây giờ mình sẽ ướp thịt để mình ram bì ha. Ở đây mình có hai tép tỏi. Mình đâm ra. Mình sẽ chút muối, một chút muối với lại một chút bột ngọt thôi à. Chứ không có ướp gì hết. Chút xíu muối à. Xíu muối à. Cái loại gì nữa mà bột ngọt. À, chút xíu bột ngọt. Xíu à chứ không nhiều. Bỏ thịt vô ướp ướp một chút xíu rồi mới bỏ vô ra. Này đã ra mua đùi mà. Không để ý. Miếng đùi nó mới ngon. Cái này hơi thịt hơi thấp nó sẽ không ngon bằng. Ủa đâu có cái tỏi này. Để vậy nè, cho nó thấm tỏi với gia vị chút xíu đi rồi bắt lên ra. Bây giờ thì trong khi chờ đợi thịt nó thấm gia vị á, để tí nữa mình làm á thì mình sẽ đi lật rau để tí nữa mình sẽ cuốn bì nha cả nhà. Thì ăn cái này phải có nhiều rau thì ăn mới ngon. Ở đây thì mình có xà lách nè, rau thơm, ra tí tô, rồi lá quế đồ này nọ mọi người. Bây giờ là thịt đã thấm gia vị rồi nè, thấm đồ ướp rồi. Bây giờ mình sẽ chế chút dầu, nước mỡ vô chảo. Rồi mình sẽ bỏ thịt vô ram bì nha. Ram bì có nạc có mỡ nó mới ngon. Nhưng mà nạc không có ăn nó cũng thịt. Nó trà trà vậy nè. Cho nó thấm gia vị vô. Cái thịt này đi lỏng ra rồi không ngon. Chứ nó phải khác vô vậy nè. Cắt bì nó mới ngon được. Cho nó vàng. Nó vàng là mới chế nước dừa vô. Riêng. Không có nước dừa chế nước sao cũng được. Không phải chế nước dừa nó chẳng ngọt thôi. Nó dính thịt vậy nè, nó mới ngon. Chứ nó rời thì nó không có được ngon. Vậy mà chắc mới có cái bản nó tại vậy nha. Cho nó vàng thịt đi. Nó chế nước dừa vậy. Khi mà thịt nó săn lại rồi mình sẽ chế nước dừa vô nha. Mình mới nổi. Chế nước dừa vô mình rim. Rim cho nó cạn nước, không nêm nếm gì hết trơn. Vậy là bình thường là nó chút muối chút ấy là được. Nó sẽ dừa phải không? Bây giờ thì mình lật rau xong rồi mình rửa rau, rau sống để mình cuốn bì. Thì có xà lách nè, với lại hạt sống này thôi. Nằm nãy giờ rồi. Giờ rửa 3-4 nước nghe ra mình ăn sống thì cho nên rửa kỹ kỹ tí xíu. Bây giờ trong khi chờ đợi thịt ram nát chín thì mình sẽ đi pha nước mắm ha. Ở đây mình pha pha nước mắm thì mình pha nhiều rồi ha. Mình sẽ pha với lại nước ấm nha mọi người. Đường nè. Rồi, nước mắm. Nếu mà mọi người có tắc thì xài tắc cũng được, khoảng 1-2 trái tắc. Còn không thì xài chanh. Nhưng mà tắc nó sẽ ít chua hơn chanh. Ở đây mình pha theo kiểu nước mắm chua chua ngọt. Kẹo quá. Dạ.
không có pha nước nhiều nữa. Quậy cho tan đường nha. Không hộp. Tại vì chanh nó chua hơn tắc cho nên là mình pha thì mình phải để ý tí xíu. Ví dụ tắc cho một hai trái thì chanh cho một miếng thôi, ví dụ vậy. Rồi, hồi nãy là mình đổ nước dừa vô, sau đó thì mình sẽ lật qua lật lại khều cho tới khi nào mà nước dừa nó cạn cạn như thế này nè. Rồi mình vẫn tiếp tục mình khều thịt, mình lật qua lật lại chà xuống như cái mặt chảo á, cho thịt nó thấm cái nước dừa, nó mới ngọt ngọt, nó mới mặn mặn, nó mới ngon được. Và cái nước dừa của mình lúc mà mình nêm thịt á thì đồ cũng đã đem muối rồi này nọ rồi, cho nên là lúc mình đổ nước dừa vô thì mình không cần nêm gì cả. Và sau khi mà khều một hồi á thì cái mỡ ở trong cái phần thịt của mình nó ra mọi người đó. Mọi người nhìn vô cái chảo thì sẽ thấy cái phần mỡ nó ra nè. Lúc này thì mình phải khều nhanh tay tí xíu ha, để không là thịt nó khét và mình phải trở qua trở lại liên tục luôn. Và nói chung là nó cũng sẽ bắn cái phần mỡ, cái phần da ra chút xíu, nhưng mà mọi người chịu khó tí nha. Làm sao cho nó cháy cháy, nó vàng vàng á thì nó mới ngon. Giờ thịt đã vàng rồi này, mình sẽ gấp ra để nguội cho nguội lắm nha. Để rồi mình mới sắc được nha, chứ thịt nóng thì mình chưa có sắc được. Nóng nó mềm, sắc nó không có dẻ thịt, không có dẻ thịt. Đó, mình ram sau thịt nó vàng vàng vậy mới được nè. Thịt đã nguội rồi, mình sẽ xắt bì đó nha cả nhà. Cũng còn nóng. Cũng còn nóng. Xắt được không? Được, nhưng mà mình nguội á, mình xắt nó sẽ dễ thịt hơn. Đó, xắt về xong phải không? Phải xắt lại từ sợi vậy nè. Nó nguội mình sắc nó hay bị đứt, hiểu không? Ý nó nóng á, còn nó nguội thì nó sẽ dẻ thịt hơn, sắc nó không bị đứt. Đó. Nó sắc nhuyễn nhuyễn vậy, cũng hơi cực chút xíu, cũng nhanh. Hồi xưa ta sắc mà kỹ, mình sắc cái cọng cho nó đẹp. Sao giờ mình làm mình cũng sắc cũng đại đại á. Chứ hồi xưa hả trời, sắc cái cọng nạc là ra cọng nạc, cọng mỡ là ra cọng mỡ. Tại này á, thịt nhà có sẵn á, miếng thịt nách á, biết không? Chứ lẽ là thịt đùi á, sắc nó sẽ ngon hơn. Sắc nó sẽ ngon hơn cái thịt nách. Mỏng lắm. Sau khi sắc bì xong thì mình sẽ trộn thính nha. Rồi, bây giờ bịch thính này mình mua 3.000 gói à, mà trộn như đây đủ dư rồi. Trộn vô thính vô thơm lắm. Thính này nhà mình làm, nếu mà không có nhà mình làm cũng được. Làm sao? Rang gạo hua sai ra thôi à. Yeah. Ừ. Nhưng mà hồi xưa á, có khi họ nhớ hồi nhỏ á, bà ngoại mới làm á, cái nhiều khi bà không có rang gạo làm biến mới nướng bánh tráng á, nướng bánh tráng á. Thơm quá. Thơm. Có bà có bỏ tỏi vô không? À, có vừa thôi chứ nhiều quá cái nó cũng nhìn nó đen, hiểu không nè. Có miếng tỏi bầm,
trộn vô luôn, ít ít thôi, đừng nhiều quá. Ai thích nhiều thì trộn nhiều. Trộn vậy đó hả? Trộn vậy nó không có nát này, thấy chưa? Đúng không? Sớ sớ là vậy nè, nó không có nát bì. Cái nó dễ chút. Dĩa này mà. Dĩa này nhìn nó dung đẹp hơn. Giờ mình qua mình cuốn bì nha. Ai muốn ăn thính nhiều thì trộn nhiều, trộn dừa thôi cũng được. Thấy không ha? Sắc có sợi, có sợi. Nè, người ta còn sắc nhuyễn nữa. Tại vì mình sắc gì cho lẹ ha. Chứ nhiều người họ sắc nhuyễn nhìn đẹp lắm. Bây giờ thì mình sẽ cuốn bánh tráng với bì nha. Đó là những nguyên liệu của mình. Rau sống thì mình cắt nhuyễn nhuyễn ra cho nó dễ cuốn. Ừ, nó không có bị ấy. Đó, miếng bánh tráng của mình bỏ bì lên. Rau á, mình cắt nhuyễn vậy nè, cái nó không có bị gãy lộn xộn. Cho một miếng mỡ hành lên nha, với miếng đậu phộng vô đó luôn. Cho vô đây ăn, có đậu phộng ngon lắm. Bánh tráng lại không có bánh tráng á, nhà có bánh tráng gì của bánh tráng ấy. Bánh tráng này của người ta cho mà bánh củ chi á. Bánh nó bự hơn ha. Cái này hơi nhỏ. Cuốn dài nè. Dài quá hả? Ý là cuốn dài cho nó đẹp. Bì nè. Để lên. Sao mày đậu phộng, mỡ hành, rau mỡ hành, rau kìa. Thấy trong chùa họ cuốn bì á, họ sắc rau nhuyễn vậy nè. Họ cuốn nghe dễ lắm, cái mình thấy cũng đúng. Mình để rau lá làm chi cho mất công, đúng không? Nhiều khi cuốn còn chọt khó cuốn. Về cho nó thấy bì. Cuốn chặt tay rồi. Rồi, vậy là mình đã có món bì cuốn rồi nha. Cái món này á, thì mọi người có thể ăn kèm với lại cơm cũng được, cơm bì với mọi người. Còn đây thì nhà mình thích ăn rau, thích ăn với nhiều rau cho nên là mình sẽ làm món bì cuốn. Và cái cuốn nó to như thế này ha, rất là nhiều thịt. Rồi, ở đây nước mắm sẽ là nước mắm chua ngọt, có tỏi ớt và đồ chua trong đó nữa. Đây là phần bì của mình nè. Muốn ăn rau sống nhiều thì mình ăn theo kiểu bì cuốn, còn muốn ăn kiểu cơm bì cũng được. Cuốn kèm dưa leo nữa cũng ngon. Cái đầu tiên con nghe được là mùi ớt. Cái này bỏ ớt nhiều quá. Hỏi múc bớt ra thế à? Thơm bì. Mùi thích lắm. Không thích. Lại cuốn đậu phộng vô ăn nó thơm. Bì vừa có mỡ vừa có thịt ăn nó không có bị khô.
khuôn mặt quá. Vậy bì cuốn nè, bì nè, loại món của người dân Nam Bộ. Tết á, ra đâm bì nè, ta để người ta ăn rồi. Xong ăn hết rồi có nè. Ừ. Nhớ đọc mẹ nói nem bì. Ừ. Ăn ngon. Hồi đó cô Tám, chị của ông ngoại á, nhà cũng làm nem bì. Mua thịt nhiều về làm bì, xong cái ra Tết dư làm nem. Làm nem xong rồi cứ để hoài á, ăn cũng hơi lâu lâu nha, từng lễ 10 bữa hơn nữa cũng được nữa. Gói trong lá chuối á, đây gói một chiếc nem luôn. Để cho nó chua, nó lên chua cái bỏ tủ lạnh. Và video ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.